chỗ đông người. Đừng cố tỏ vẻ thân thiết với tôi như vậy. Em vẫn nóng tính như ngày nào. Em mà rời khỏi đây tôi sẽ khiến em hối hận đó. Mẹ thấy ông ta cũng biết lỗi rồi, hay là con bỏ qua chúng ta một lần nhé. Con phải cho con cáo già đó biết mà. Tóm lại là ông ta phải trả giá nè. Nhưng mà mày đi tù được mấy năm, học cái thói côn đồ của mấy đứa trong tù quá hả? Cẩn thận coi chừng rắn máu lẫn lộn nghe con. Côn đồ cũng không bằng chú máu lạnh. Tao làm gì mà mày nói tao vậy hả? Mày là mày nói gì vậy? Nhưng mà anh mất á, mai mất em mất ngủ đó chị có biết không? Đó không phải là khổ tâm, đó là ông ta bị trời hành tâm. Chỉ cần đối xử tệ với anh, mày làm hết cái này xong rồi còn xuống phụ thằng Hải nữa.